Hello, chào mừng mọi người quay trở lại video của mình nha. Hôm nay mình làm video đi trồng cây mì. Giờ đang chuẩn bị làm đây. Hôm nay trời nắng quá mọi người. Hôm nay không quay, giờ quay cho mọi người thấy luôn cái cảnh làm việc của anh em mình. Đây. Xung quanh không có một bóng cây luôn, toàn cây nhỏ. Nói chung làm việc bên đây mệt quá, trời nắng quá, nông dân làm việc đúng nó vất vả. Thôi giờ mọi người theo dõi cái lại cảnh làm việc của em mình nhé. Đây là công việc đào trồng mì nha mọi người. Công việc rất là mệt mỏi. Em coi. Ngày nào anh em chúng tôi cũng làm những công việc như thế này đấy. Mưa xuống là mình trồng mì thôi. Đây. Mọi người thấy thương thì đừng có cho đăng ký nha. Đừng có bấm like. Đây anh em mình đang đào cái hố trồng mì nha mọi người. Bữa nay mưa xuống rồi. Giờ với công việc đào mì thôi. Chào tất cả bà con nha. Bên này gió hơi mát. Đây. Gió nó hiu hiu. Kia xa xa kia anh em mình đang trồng. Đây đang đào hố. Công việc trồng mì rất là mệt mỏi. Hôm nay nắng quá trời luôn. Giờ cũng đỡ rồi. Đào bằng cuốc. Cho đến mùa này là anh em mình chỉ có việc trồng mì với lại trồng ngô này kia thôi. Trồng đại không có mưa. Năm nay là ít mưa. Mà bên này trồng trời không mưa. Hôm kia mới hôm qua trời không mưa. Đây, cái trước là anh A 100. Anh em làm việc rất là tích cực, không có gì để nói ngoài từ siêng năng. Đây là toàn cảnh chỗ bên mình làm việc nha mọi người. Đây. Ôi trời nắng quá mưa ơi. Trời rất là nắng nóng. Anh em chúng tôi làm việc rất là mệt mỏi. Chào hả nạc. Nên đi nó mưa nạc rồi. Chào hả nạc. Công việc bên này mệt quá mọi người ơi. Mọi người ơi, đây là anh dân thể hình chuyên nghiệp nhất năm tại Buôn Yun xã quê tỉnh Đắk Lắk huyện Cơ Mơ Nga. Ôi giờ mát quá mọi người ơi. Hồi nãy nắng giờ mát quá. Mát quá. Hello. Chào. Đây là anh ăn lớn. Tầm bậy. Tầm bậy tầm bạ thì hả? Tầm bậy tầm bạ. Anh ăn lớn. Xin chào mọi người. Tôi là anh ăn lớn. Mình cứ nghe lời bọn nó. Bọn nó đang rủ rỗ chúng tôi. Bọn nó đang đùa đấy. Tôi chính là thằng ăn lớn. Nhận bình quẩy cơ. Cảm ơn mẹ. Anh chào bông rạc. Hôm nay đi trồng mì cho anh cảm thấy như thế nào? Anh có cảm thấy hài lòng không? Không. Với những thời tiết nó không có mưa như thế này. Thời tiết toàn là nắng. Có đời nới.
Vấn đề là anh em cứ cứ nghỉ dài lâu thì vấn đề. Anh có đàn ấy, anh có người yêu chưa? TikTok kệ. Trời nắng quá mọi người, đây. Để xem. Quá trời nắng luôn, trời ơi. Nhiều mày rồi. Anh nhận tạt tao vợ rồi. Đây quay là cận cảnh luôn. Quốc ngư. Quốc ngư. Quay cận cảnh luôn. Đây. Đây là cái kỹ thuật đào đào hố mì. Đấy, lúc mình đào hố thì mình chọn chỗ nào nó nhiều đá đá là mình đào. Còn chỗ nào mà không có đá thì mình có thể đào. Đấy. Nói chung là công việc rất là mệt mỏi. Đến 1 giờ rồi mà thằng bạn vẫn chưa cho đi ăn cơm. Quay quay sân thể hình. Mất tao bảo. Mặt đầu rất cốt lì. Quay đi tôi không có xài. Đây là sân thể hình. Đây cơ bóc quá nhảy đây rất là bự. Đây là mì nha mọi người. Ít là thiệt. Nhưng anh đi. Đây. Anh đi ạ. Cắt khúc như này. Xong như thế này. Phải rửa. Rửa. Rửa này. Ừ. Đây. Bảo vệ lấp luôn. Họ phải khô. Đây cỡ 2 tuần là nó mọc, 2 tuần lại nhỉ, tùy mà đó. Dù không có mưa. Đây không có mưa nên bỏ 2. Ừ. Nó vẫn mọc lên. Vẫn xong, không chết. Bốn người đào cùng bốn người trồng luôn. Này nóng quá. Nóng gay gắt. Ít ỏi. Hey. Thật là khó chịu. Trời nắng mà không chịu mặc áo dài. cái da nó chai ly rồi. Da nó cứng. Nó ôi mát quá. Da như thế này. Đây mát quá. Ôi mát quá. Vừa nghe nhạc vừa trồng mì. Vừa gió thổi nữa. Thật là mát mẻ. Làm việc thật là hiệu quả. Ôi mát quá. Được gì được như vậy. Cả ngày không có nắng. Ép lại rửa hải. Bằng rắc hả? Bằng rắc. Bằng rắc không thó, bằng rắc. Nó thó luôn rắc.
đầm bờ. Em bắt trẻ. Em bắt trẻ. Anh đi ra sau bên đường. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bắt cái đèn. Bắt cái đèn bên kia thầy cứ ra sau. Anh chưa gần đã, anh đang đi vào chúng ta sẽ đặt. Anh đang đi vào chúng ta sẽ đặt. Tí lịch gửi điện thoại anh bao khá lại. Phong cảnh toàn đây toàn cây nhỏ không cây lớn. Ôi gió mặt này. Chỉ quay sơ vậy thôi để quay cho người thấy cái công việc làm hàng ngày của anh em mình khi tới đầu mùa mưa. Thôi mình xin dừng video để anh em người hẹn mọi người ở những video sau nhé. Bye bye mọi người.